Chào bạn, tôi là Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang siêu thị trực tuyến CoraShop24h.com. Trong video trước thì Văn Đức đã chia sẻ với bạn công dụng tuyệt vời cũng như cách thức sử dụng của sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc. Và trong video ngày hôm nay thì Văn Đức sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề, đồng thời cũng là câu hỏi mà thời gian vừa qua rất nhiều khách hàng hỏi Văn Đức, đó là cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc có tốt cho người bệnh nhân ung thư hay không? Chúng ta cũng biết ung thư hay còn gọi là u ác tính là một căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao hiện nay. Tại Việt Nam hàng ngày có trên 300 bệnh nhân chết vì căn bệnh ung thư và số bệnh nhân mới cũng ngày một gia tăng. Các nhà khoa học đã chứng minh có 5-10% ung thư là do di truyền, còn lại 90-95% gây ra ung thư chủ yếu do 3 nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất đó là do căng thẳng thần kinh. Khi nhỏ thì chúng ta áp lực bởi học hành, thi cử. Khi lớn lên thì lo cơm áo, gạo tiền rồi là lo cho gia đình, dẫn đến chúng ta rất dễ bị stress. Thứ hai đó là do môi trường ô nhiễm. Ngày nay các nhà máy, các khu công nghiệp mọc lên như nấm, hàng ngày hoạt động và xả thải trực tiếp ra môi trường, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm nguồn không khí. Thứ ba là do thực phẩm bẩn, hóa chất tràn lan. Đó là do những nơi sản xuất, họ chạy theo lợi nhuận. Chính vì vậy họ đã dùng những thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng để cho vật nuôi cây trồng nhanh được thu hoạch. Và khi thu hoạch rồi thì họ lại dùng thuốc bảo quản thực vật để cho thực phẩm được lâu hơn. Và hàng ngày chúng ta dùng những thực phẩm bẩn đó thì những chất độc nó sẽ tích lũy dần dần trong cơ thể của chúng ta, đến một lúc nào đó nó sẽ phát ra thành những bệnh mãn tính, trong đó có bệnh ung thư. Nhưng rất may mắn hiện nay các nhà khoa học đã chứng minh rằng cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc có tác dụng rất tốt đối với bệnh ung thư, vì trong sản phẩm có rất nhiều polysaccharide cùng các triterpen giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, đồng thời làm giảm quá trình tái phát của bệnh ung thư cũng như đào thải những độc tố ra ngoài cơ thể trong quá trình hóa trị và xạ trị để điều trị ung thư. Ngoài ra, cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc còn giúp nâng cao hoạt tính của đại thực bào và các tế bào lympho của cơ thể, từ đó giúp tăng sản xuất interferon, giúp nâng cao hệ thống miễn dịch cũng như sức đề kháng của cơ thể, từ đó chống lại những virus tấn công cũng như làm giảm quá trình nhiễm trùng thứ cấp. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của bệnh nhân ung thư. Khi sức đề kháng của chúng ta khỏe mạnh toàn diện thì có thể hạn chế sự tiến triển của các bệnh, đồng thời giúp cải thiện tình trạng sức khỏe chung của người bệnh. Vừa xong, Văn Đức đã chia sẻ với bạn những công dụng tuyệt vời của sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc đối với bệnh nhân ung thư. Để biết thêm thông tin về cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc, bạn hãy truy cập vào kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi đã làm một bộ gồm 5-7 video nói rất chi tiết về sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc. Hoặc nếu bạn đã dùng và cần mua sản phẩm cao linh chi đông trùng hạ thảo Hàn Quốc chính hãng thì hãy liên hệ ngay tới số điện thoại 0976 148 590 để được hỗ trợ mua hàng nhanh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Mời bạn truy cập trang web coraShop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video để cập nhật thông tin về những sản phẩm mới nhất, chất lượng nhất của Hàn Quốc cũng như các chương trình khuyến mại hấp dẫn kèm theo. Với tiêu chí hoạt động của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên khi nhận hàng từ coraShop24h.com, bạn thể yêu cầu kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Đồng thời, trong suốt quá trình sử dụng, nếu bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bạn có thể hoàn trả lại hàng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.